Xin lỗi cô, tôi nhiều việc quá. Tuần rồi tôi có đi Singapore về, có món quà gửi tặng cô. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi không dám nhận đâu. Cô giáo đừng ngại, chỉ là món quà nhỏ thôi. Thực ra mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh càng tự nhiên bao nhiêu thì càng dễ nói chuyện bấy nhiêu. Nhận quà cáp thì rất khó để nói chuyện một cách nghiêm túc. Tùy cô, đây chỉ là một chút tấm lòng của tôi. Tôi chẳng có lý do gì để mà hối lộ cho cô giáo cả. Sao? Hôm nay cô giáo đến tận đây gặp tôi, không biết có chuyện gì à? Tôi đã nhắn tin và gọi điện rất nhiều lần với mong muốn được nói chuyện với Lan Nhi, nhưng hoàn toàn không nhận được hồi đáp từ gia đình. Con bé có chuyện gì à? Theo như thông báo từ trường, điểm số con bé không tệ, hành kiểm cũng tốt. Tôi thật sự không hiểu lý do gì để mà giáo viên và phụ huynh gặp nhau cả. Còn tôi thì lại cho rằng việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình là điều hết sức bình thường. Một trong những nguyên nhân mà chúng tôi quyết định cho Lan Nhi học tại trường đó là vì ở đây có một môi trường học tập tốt, mức độ chăm sóc học sinh của nhà trường khá là sát sao. Vâng, nhà trường vẫn đang làm rất tốt việc của mình. Vậy là được rồi. Tôi lại không nghĩ rằng gia đình lại có tư tưởng phó mặc như vậy, nhất là một vị trí công việc đòi hỏi hiểu biết xã hội như anh. Thực ra thì tôi hiểu những lo lắng của cô. Cảm ơn cô đã quan tâm đến Lan Nhi. Còn về phía Lan Nhi, không biết phải nói thế nào đây. Con bé cố tình gây gổ ở trường, thực chất là muốn chúng tôi quan tâm đến nó. Một gia đình trọn vẹn là điều mà chắc chắn chúng tôi không thể nào đáp ứng được cho con bé. Nó dần phải quen với điều đó. Nếu bây giờ chúng tôi cố tình chiều theo thì chỉ làm con bé hy vọng thêm thôi. Ý của anh là sẽ để mặc cho con bé như vậy? Đúng. Tôi chắc chắn nó đã ý thức những việc nó đang làm nên sẽ không gây hậu quả gì nghiêm trọng đâu. Mỗi người sẽ có cách ứng xử khác nhau đối với hoàn cảnh của mình. Tôi mong cô giáo thông cảm và chia sẻ cho gia đình chúng tôi. Tôi mong con bé đứng vững trên đôi chân của mình, không dựa dẫm vào tình cảm của người khác, không mong chờ vào sự thương xót hay thương hại của bất kỳ ai. Tôi dặn có chuyện gì để sau mà. Dạ, có một số giấy tờ cần xếp ký để chuyển đi gấp ạ. Vào đi. Dạ. Vậy anh cứ lo việc đi, tôi xin phép đi trước. Xin lỗi cô giáo. Không có gì. Cảm ơn cô. Bé. Dạ. Lấy xe đưa cô giáo về giùm tôi. Dạ vâng ạ. Không cần đâu, tôi tự đi xe máy đến. Vậy cô giáo về nhé. Xin phép. Cô giáo có vẻ bối rối mất tự tin, sếp giải quyết thế nào vậy ạ? Gọi là cô giáo nhưng thực chất cũng chỉ một cô gái chưa trải sự đời. Lần trước ở trường cô ấy tìm cách xin số của sếp. Em biết cô ấy không phải là người dễ nói chuyện. Bí quyết trong thương thuyết là sự bất ngờ. Lúc cậu bị cô ấy tóm lại yêu cầu gặp tôi, chắc chắn là cậu chưa chuẩn bị tâm lý về chuyện của Lan Nhi, đúng không? Dạ vâng ạ. Xem nói gì cũng đúng ạ. Cảm giác như bị thao túng tâm lý ấy. Những việc chuẩn bị trước
chưa kịp nói một lời thì đã bị ông ấy dùng chuyện khác dẫn dắt. Giờ định thần lại thì đã đi ra khỏi phòng người ta rồi, lẽ nào lại quay lại?